Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong phần đầu chương trình hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 4, có những thông tin đáng chú ý. Lãnh đạo tỉnh tiếp đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri các huyện Phú Ninh, Núi Thành. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân thường kỳ tháng 4. Thưa quý vị, chiều nay, đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam do đồng chí Sạn Phát Hùng, Bun Nhum, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Đồng chí Phan Việt Cường cũng đã thông tin với đoàn một số nét khái quát về tình hình kinh tế xã hội của Quảng Nam, hợp tác giữa Quảng Nam với Sekong và những dấu ấn hợp tác giữa hai địa phương. Quảng Nam tiếp tục mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng thời mong muốn hai bên sẽ có nhiều mô hình hợp tác hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạn Phát Hùng Buôn Nhuôn gửi lời chúc mừng tới thành công của Đại hội lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam và những kết quả mà Quảng Nam đã đạt được trong thời gian ngắn vừa qua. Đại sứ cũng đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh Quảng Nam đối với Sekong và một số tỉnh của Lào trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ các tỉnh của Lào xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là công tác tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ, sinh viên Lào. Đại sứ cũng mong muốn các dự án mà tỉnh Quảng Nam đề ra trong thời gian tới sẽ sớm đi vào triển khai và hoạt động nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác phát triển trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia và các tỉnh có chung đường biên giới như Quảng Nam và Sekong. Trước đó, đại sứ Sạn Phát Hùng Buôn Nhuôn cũng đã có buổi nói chuyện với sinh viên Lào đang theo học tại Quảng Nam. Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam đã đến thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Hyosun Quảng Nam, doanh nghiệp FDI có dự án đầu tư lớn nhất tại khu công nghiệp Tam Thang cho đến thời điểm hiện tại. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai và Công ty Đầu tư Hạ tầng Khu Công nghiệp Chu Lai, chủ đầu tư Khu Công nghiệp Tam Thăng. Tập đoàn Hyosun đã đầu tư tại Việt Nam vào năm 2007 với tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, sau 12 năm hình thành và phát triển, Hyosun Việt Nam đã trở thành một trong những công ty đa ngành nghề hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sản xuất sợi bố, sợi thép, sợi thun, spandex, hóa chất, ni lông, mô tô. Tại Quảng Nam, cùng với hai nhà máy đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 245 triệu đô la Mỹ trên diện tích 18 ha với hai nhà máy gồm nhà máy sợi mành và nhà máy sợi túi khí. Hiện đơn vị cũng đang xúc tiến việc đầu tư mở rộng theo cam kết với tỉnh. Song vấn đề mở rộng giai đoạn 2 khu công nghiệp Tam Thăng hiện đang gặp khó khăn, điều này đã ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của công ty cũng như ảnh hưởng đến cam kết của công ty với địa phương và chính phủ Việt Nam. Cùng với mong muốn đồng chí Bí thư tỉnh ủy có sự chỉ đạo, đôn đốc và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch đầu tư như cam kết, đại diện Hyosun cũng mong muốn sớm được hỗ trợ bàn giao 20 ha đất liền kề nhà máy đang hoạt động để tiếp tục mở rộng dự án. Vui mừng trước những nỗ lực và diện mạo bề thế được xây dựng trong thời gian ngắn, đồng chí Phan Việt Cường cũng chia sẻ khó khăn hiện nay của Hyosun, ủng hộ về chủ trương đối với chiến lược mở rộng Hyosun tại Quảng Nam, đồng thời cam kết sẽ có sự theo dõi, chỉ đạo kịp thời, quan điểm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các dự án mở rộng của Hyosun triển khai đúng kế hoạch, làm ăn ổn định và phát triển bền vững tại Quảng Nam. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam gồm Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phan Thái Bình và Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Phú Ninh. Cử tri huyện Phú Ninh bày tỏ vui mừng và sự tin tưởng vào những kết quả đạt được của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 vừa được tổ chức, đồng thời kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại của địa phương. Vấn đề khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu, xã Tam Lãnh tiếp tục làm nóng diễn đàn. Mặc dù huyện Phú Ninh đã nhiều lần tổ chức truy quét, đẩy đuổi, nhưng tình trạng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Với hơn 365 ha địa hình đồi núi lại giáp ranh với nhiều địa phương khác nhau, nên việc quản lý của huyện Phú Ninh gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn nước, đất đai quanh khu vực đang có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng do hóa chất.
Người dân địa phương mong muốn Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Quảng Nam nhanh chóng triển khai phương án giải quyết dứt điểm những tồn tại xung quanh mỏ vàng Bồ Miêu. Một số vấn đề khác cũng được nhiều cử tri quan tâm, phản ánh như chế độ cho cán bộ hoạt động không chuyên trách còn thấp. Trên lĩnh vực giáo dục, nhiều cử tri phản ánh chương trình giáo dục cho trẻ cấp 1 quá nặng, tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn còn phổ biến. Tiếp đó vào chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Thái Bình và Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Núi Thành. Cử tri xã Tam Hiệp và nhiều vùng đang triển khai các dự án cho biết công tác giải tỏa đền bù, bố trí, tái định cư, triển khai chậm, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, phức tạp, thời gian kéo dài. Cần tăng cường quản lý, xử lý vấn nạn cò đất, lừa đảo trong môi trường bất động sản, khiến sốt giá đất ảo. Vấn nạn đang làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước, làm mất an ninh trật tự địa phương. Cử tri thị trấn Núi Thành cũng kiến nghị một số nhà máy xí nghiệp có dấu hiệu gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động. Việc thi công hệ thống cấp thoát nước trong nội thị làm ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của nhân dân hai bên đường. Buổi tiếp xúc cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của cử tri trên lĩnh vực y tế, giáo dục và tồn động trong giải quyết chính sách người có công, công tác an sinh xã hội. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch triển khai sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh. Theo kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, các trường gồm Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc Miền núi Quảng Nam, Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam sẽ sáp nhập vào trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam, tổ chức lại, đổi tên thành trường Cao đẳng Quảng Nam. Việc sáp nhập trên cơ sở kế thừa, tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, đội ngũ viên chức, người lao động và giữ ổn định học sinh, sinh viên, học viên đang đào tạo. Kế hoạch sáp nhập hướng đến mục tiêu sắp xếp tinh gọn hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện để cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau sắp xếp từng bước thực hiện quyền tự chủ. Để triển khai việc sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh hiệu quả đúng lộ trình đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị về mục đích yêu cầu của việc sắp xếp, sáp nhập theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Giao Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên tục theo dõi, đôn đốc trong từng lĩnh vực, đảm bảo tiến độ, thời gian sáp nhập các đơn vị theo quy định. Thực hiện chức năng theo luật định, chiều nay Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh có buổi tiếp công dân tháng 4 năm 2021 về việc giải quyết đề nghị của nhà thờ Tin Lành Chiên Đàn, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ xin phê duyệt phương án đầu tư xây dựng cơ sở thờ tự mới. Đại diện nhà thờ Tin Lành Chiên Đàn, mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, quản nhiệm hội thánh kiến nghị, trong số 10 thửa đất nông nghiệp, hội thánh xin để xây dựng nhà thờ mới tại khối phố Đông Yên, phường Hòa Thuận, thì có 8 thửa đất thuộc quyền sử dụng của tín hữu hội thánh Tin Lành. Đây là cơ sở thuận lợi để hội thánh xin phép nhà nước mở rộng xây dựng mới nhà thờ, đáp ứng nhu cầu của tín đồ theo đạo Tin Lành. Trên cơ sở ý kiến của các ngành chức năng của tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh ghi nhận các ý kiến của đại diện tín đồ nhà thờ Tin Lành Chiên Đàn là xác đáng, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo tín đồ để có nơi thờ tự mới, đáp ứng nhu cầu của hội thánh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh cho rằng nơi thờ tự cũ của hội thánh có diện tích 1.632 m² không phù hợp. Hội thánh muốn hoán đổi có diện tích lớn hơn để thuận lợi sinh hoạt trong điều kiện hiện nay. Vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh lý giải việc xây dựng nơi thờ tự mới của Hội thánh Tin Lành Chiên Đàn phải đúng theo quy trình pháp luật. Chiều nay, Thanh tra tỉnh đã tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Hồ Viết Kháng, trú tại phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, liên quan đến các quyết định bố trí đất tái định cư cho gia đình ông Kháng của Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ. Để triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án phát triển các thành phố loại 2, tiểu dự án thành phố Tam Kỳ, đường Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ ban hành quyết định thu hồi 1.251 m² đất, trong đó có 500 m² đất ở đô thị của gia đình ông Hồ Viết Kháng. Đồng thời bố trí gia đình ông 2 lô tái định cư với tổng diện tích 329 m², trong đó có lô C51 thuộc khu dân cư tổ 10 phường An Mỹ với diện tích 209 m². Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ, vì diện tích 209 m² lớn hơn quy định hạn mức tái định cư được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định là tối đa 200 m²
nên thành phố Tam Kỳ ra quyết định buộc gia đình ông Kháng phải nộp tiền sử dụng đất tương đương với 9,9 mét vuông đất vượt hạn mức. Không đồng tình với quyết định này, ông Hồ Viết Kháng gửi đơn khiếu nại. Theo xác minh của thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ đã có nhầm lẫn trong việc tính toán hạn mức tái định cư theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Như vậy, việc thành phố Tam Kỳ buộc gia đình ông Kháng phải nộp tiền sử dụng đất 9,9 mét vuông là không có cơ sở. Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận nội dung khiếu nại của ông Kháng, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ hỗ trợ chênh lệch giữa giá đất tái định cư và đất ở được bồi thường tương ứng với diện tích 9,9 mét vuông. Bế mạc sự kiện những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đường thủy nội địa. Tối qua, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức lễ bế mạc sự kiện những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021. Ông Sắc Kim Chan, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An tham dự sự kiện. Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021 khép lại với nhiều cảm xúc đối với người dân hai đất nước và du khách, đặc biệt đối với những người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sự kiện là dịp để Hàn Quốc giới thiệu hình ảnh, văn hóa của đất nước và con người xứ sở Kim Chi, đồng thời qua đây tăng cường giao lưu, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai đất nước, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của hai quốc gia. Hiện nay, Hội An đang là điểm đến yêu thích của người dân Hàn Quốc. Trong khuôn khổ sự kiện những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2021, nhiều hoạt động văn hóa diễn ra liên tục tại vườn tượng thành phố Hội An, thu hút sự quan tâm của du khách như gấp giấy origami, mặc thử trang phục truyền thống và tô màu tranh hanbok. Đoàn nghệ thuật Hội An biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của xứ Quảng. Ca sĩ Shock Hun, ca sĩ Hansara và nhóm nhảy K-pop đã mang lại cho du khách và người dân nhiều cảm xúc đêm bế mạc lễ hội. Năm nay, những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam diễn ra đơn giản hơn những năm trước, nhưng mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Quảng Nam, Hội An và Hàn Quốc nói riêng. Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 4, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Hội An và Bệnh xá Quân dân y Cù Lao Chàm tổ chức triển khai dự án sàng lọc cộng đồng bằng chiến lược 2X, X-quang, X-bớt kết hợp sàng lọc, điều trị lao hoạt động và lao tiềm ẩn cho người dân trên xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An. Đợt này, thành phố Hội An phấn đấu đạt mục tiêu tầm soát và sàng lọc bệnh lao cho 95% dân số xã đảo, cũng như tầm soát và siêu âm bệnh đái tháo đường và cao huyết áp cho người dân. Ngoài xã Tân Hiệp, đến nay thành phố Hội An cũng đã triển khai tầm soát bệnh lao tại 4 địa phương: Cẩm Hà, Minh An, Tân An và Cửa Đại. Từ khi triển khai thực hiện tầm soát lao bằng X-quang lưu động và xét nghiệm lao tiềm ẩn bằng QFT đã phát hiện kịp thời bệnh nhân lao có nguy cơ cao trong cộng đồng để đưa vào quản lý và điều trị. Đây là dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt vào năm 2018 do tổ chức FIT của Đức tài trợ với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm tăng số ca bệnh lao được phát hiện, điều trị bệnh lao và lao tiềm ẩn thông qua sàng lọc chủ động tại cộng đồng, hướng tới mục tiêu không còn bệnh lao vào năm 2030. Thưa quý vị, Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nói chung, và các hành vi vi phạm quy định pháp luật khi đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đường thủy nội địa đối với phương tiện nhỏ cũng như các công trình thi công trên các tuyến sông, góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Dự án cầu Tân Đợi Hội Khách, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc bắc qua thượng nguồn sông Vu Gia có tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 98 tỷ đồng, ngân sách huyện Đại Lộc bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án. Cầu Tân Đợi Hội Khách được xây dựng theo thiết kế bê tông cốt thép vĩnh cửu, gồm 2 mố, 8 trụ, 35 dầm, do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thái Dương và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xây dựng Minh Khang trúng thầu thi công.
Mặc dù tiến độ xây dựng đến đầu năm 2023 mới đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đề nghị các nhà thầu khẩn trương thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 9 năm 2021, nhưng không vì đẩy nhanh tiến độ mà bỏ qua công tác an toàn giao thông đường thủy, an toàn lao động. Trong quá trình thi công cầu Hội Khách thì đầu tiên phải là kể đến công tác an toàn lao động, đảm bảo vừa đảm bảo giao thông đường bộ và vừa đảm bảo điều tiết cho giao thông đường thủy. Vì đây là cái sông cũng lớn nên như là công tác đảm bảo giao thông đường thủy thì đơn vị đã thuê một cái đơn vị điều tiết đường thủy nội địa. Cũng đã lắp đặt cái hệ thống phao dẫn hướng rồi các biển báo rồi cùng bố trí các thuyền bè rồi, thuyền để điều tiết cái công tác đường thủy cho được an toàn. Bên cạnh các công trình xây dựng, trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn hiện có 29 mỏ khoáng sản được cấp phép và khoảng 50 điểm tập kết. Trong số này, một số mỏ, bến bãi hoạt động trái phép khai thác quá mức trên các lòng sông đã gây sạt lở, mất đất tại nhiều nơi, gây bức xúc lớn trong nhân dân, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa. Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam xác định, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn là do công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát sỏi còn bất cập, chính quyền cấp cơ sở còn buông lỏng, thiếu kiên quyết trong kiểm tra, xử lý và có biểu hiện dung túng, bao che hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân. Trong khi đó, lợi nhuận từ việc khai thác trái phép cát sỏi cao nên nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, trong đó nóng nhất là các địa phương Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên. Đối với các bến khách thì thanh tra sở sẽ bố trí cán bộ viên hàng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật là giải quyết các thủ tục hành chính cho phương tiện ra vào bến, đồng thời kiểm soát các phương tiện thủy không được chở quá tải và phương tiện xe không được chở quá vượt thành thùng xe. Còn đối với công trình thi công trên đường thủy thì thanh tra sở kiểm tra về các phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đảm bảo cho phương tiện và người lưu thông qua tại vị trí thi công. Còn đối với những cái vị trí mà phương án khai thác mỏ cát lòng sông, bờ sông thì thanh tra kiểm tra các việc chủ mỏ đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông đường thủy theo cái giấy phép của cơ quan nhà nước có chấp thuận. Ví dụ đối với tuyến sông trung ương thì cục đường thủy nội địa Việt Nam, còn đối với tuyến sông địa phương thì do Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam cấp. Ban An toàn Giao thông tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông, trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn cho các phương tiện thủy nhỏ, thô sơ theo quy định như áo phao, dụng cụ nổi, cảnh báo các nguy cơ tai nạn đuối nước khi tham gia giao thông bằng phương tiện thủy nhỏ, thô sơ mà không có áo phao, dụng cụ cứu sinh và thiết bị an toàn theo quy định, tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến công tác an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm ngăn ngừa hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy có thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam.